Rồi giao lưu với các bạn một cái cây mai cúc dáng đổ. Thì cây này nó đang ra nụ nhiều lắm nha anh em. Nụ quá trời luôn. Không, ghép rồi. Rồi, ghép là ghép ngay chỗ đây nha anh em. Lúc trước ghép một bò nuôi 2 năm nay rồi. Đó. Ngọn chu rõ ràng luôn, nó vót. Nhìn bên dưới nè, nhìn ngang nó nè, đồ tính từ phần ngọn trở xuống là 3 gang, cần độ này là 60, tính tổng thể từ bên đây qua từ bên đây trái qua phải là 80. Thân nó là cơ bản ngang như ngón tay cái mình nha anh em. Cái này nuôi đã đông cái bộ đó rỡ lên đông. Rồi giao lưu cho anh em giá 300k nha anh em, cây cúc nha anh em. Thiện chế giao lưu liên hệ mình.